Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy nên kiểu thi ca, tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc sa môn, hoặc bà la môn và a tố là nhân, phi nhân, vân vân, nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng bóng, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bồ Tát. Này Kiều Thi Ca, do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, biểu tặng người khác đọc tụng, hoặc truyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì phước có được hơn phước nói trước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian xuất thế gian đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, dòng dõi lớn Bà La Môn, dòng dõi lớn Trường Già, dòng dõi lớn Cư Sĩ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời quảng, trời thiều quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quảng. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Bố Thí Ba La Mật Đa, Tịnh Giới Ba La Mật Đa, An Nhẫn Ba La Mật Đa, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, Tịnh Lự Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tưởng, pháp không cộng tưởng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh Đế Khổ, Thánh Đế Tập, Thánh Đế Diệt, Thánh Đế Đạo. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông,
Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, và dự lưu hướng dự lưu quả, Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của độc giác và quả vị độc giác. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại Bồ Tát và các hạnh Đại Bồ Tát. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Lại nữa, Kiều Thi Ca, ngoài các loài hữu tình trong thế giới ba lần ản này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong 10 thế giới như số cát sông Hằng, khiến đều tu học 10 thiện nghiệp đạo, thì theo ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều trăm, trời Đế Thích Bạch, Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, biếu tặng người khác đọc tụng hoặc truyền nhau sao chép truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy phước đức có được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, Bồ Đặc Già La của chủng thánh Thanh Văn tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly sanh của Thanh Văn, đắc quả dự lưu, đắc quả Nhất Lai, đắc quả Bất Hoàn, đắc quả A La Hán. Bộ Đặc Già La của chủng tánh độc giác tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly sanh của độc giác, lần lượt chứng đắc quả vị độc giác. Bộ Đặc Già La của chủng tánh Bồ Tát tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lần lượt tu hành các hạnh Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Kiều Thi Ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đó là Bố Thí Ba La Mật Đa, Tịnh Giới Ba La Mật Đa, An Nhẫn Ba La Mật Đa, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, Tịnh Lự Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Bốn tịnh lự vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và vô lượng vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu đã nói trong đó. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa một hữu tình, trụ quả dự lưu, thì phước đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình trong 10 phương thế giới như số cát sông Hằng, khiến đều tu học 10 thiện nghiệp đạo.
Vì sao? Kiều Thi Ca, vì các loại hữu tình tu hành mười thiện nghiệp đạo, chẳng thoát khỏi địa ngục bằng sanh quỷ thú. Nhưng nếu các hữu tình trụ quả dự lưu, thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa, khiến trụ quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, phước đức có được chẳng hơn kia sao? Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong mười phương thế giới, như số cát sông Hằng, đều trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị độc giác. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì công đức của quả vị độc giác hơn dự lưu vân vân gấp trăm ngàn lần. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong mười phương thế giới như số cát sông Hằng, khiến đều an trụ quả vị độc giác, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì nếu giáo hóa hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tức là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có đại Bồ Tát nên mới có quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán và quả vị độc giác. Vì do có đại Bồ Tát nên mới có Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì do có đại Bồ Tát nên mới có Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy nên Kiều Thi Ca, tất cả thế gian hoặc trời hoặc ma hoặc phạm hoặc sa môn hoặc bà la môn và a tố lạc nhân phi nhân vân vân nên dùng vô lượng tràng hoa hương xoa hương bổ vân vân tuyệt diệu y phục anh lạc tràng phan lọng bóng các thứ ngọc quý kỹ nhạc đèn sáng hết cả vật sở hữu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen đại Bồ Tát. Này Kiều Thi Ca, do đó nên biết nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế, biếu tạo người khác đọc tụng hoặc truyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì phước có được hơn phước nói trước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian xuất thế gian đã rộng nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa như thế. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dòng dõi lớn sát đế lợi, dòng dõi lớn bà la môn, dòng dõi lớn trường già, dòng dõi lớn cư sĩ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đồ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc thiếu cánh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí ba la mật đa, tịnh giới ba la mật đa, an nhẫn ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, tịnh lự ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thẳng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chân như pháp giới, pháp tánh,
tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh Đế Khổ, Thánh Đế Tập, Thánh Đế Diệt, Thánh Đế Đạo. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán và dự lưu hướng dự lưu quả, Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của độc giác và quả vị độc giác. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả đại Bồ Tát và các hạnh đại Bồ Tát. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, điều thi ca, ngoài các loại hữu tình trong 10 phương thế giới này, như số cát sông Hằng, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong 10 phương, chiến đều tu học 10 thiện nghiệp đạo, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, biếu tặng người khác đọc tụng, hoặc truyền nhau sao chép truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, phước đức có được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, Bồ Đạc Già La của chủng tánh Thanh Văn, tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly sanh của Thanh Văn, đắc quả dự lưu, đắc quả Nhất Lai, đắc quả Bất Hòa, đắc quả A La Hán. Bồ Đạc Già La của chủng tánh độc giác, tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly sanh của độc giác, lần lượt chứng đắc quả vị độc giác. Bồ Đạc Già La của chủng tánh Bồ Tát tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lần lượt tu hành các hạnh Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Kiều Thi Ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đó là Bố Thí Ba La Mật Đa, Tịnh Giới Ba La Mật Đa, An Nhẫn Ba La Mật Đa, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, Tịnh Lự Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ.
bốn tịnh lự vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, và vô lượng vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu đã nói trong đó. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa một hữu tình, trụ quả dự biêu, thì phước đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương như thế, khiến đều tu học mười thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì các hữu tình tu hành mười thiện nghiệp đạo chẳng thoát khỏi địa ngục bằng sanh quỷ thú, nhưng nếu các hữu tình trụ quả dự biêu, thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác. Huống là giáo hóa khiến trụ quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì phước đức có được chẳng hơn kia sao? Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, đều trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một hữu tình khiến họ an trụ quả vị độc giác. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì công đức của quả vị độc giác hơn dự lưu vân vân gấp trăm ngàn lần. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, khiến đều an trụ quả vị độc giác, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì nếu giáo hóa hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tức là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán và quả vị độc giác. Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy nên Kiều Thi Ca, tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc sa môn, hoặc bà la môn và a tố lạc, nhân phi nhân vân vân nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột vân vân tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lóng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bồ Tát. Này Kiều Thi Ca, do đó nên biết nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, biếu tặng người khác đọc tụng hoặc chuyển nhau sao chép truyền bá rộng rãi, thì phước có được hơn phước nói trước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp thiện thù thắng thế gian xuất thế gian đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, dòng dõi lớn Bà La Môn, dòng dõi lớn Trường Giả, dòng dõi lớn Cư Sĩ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ Đại Vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hộ, trời Đại Phạm. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh.
Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Bố Thí Ba La Mật Đa, Tịnh Giới Ba La Mật Đa, An Nhẫn Ba La Mật Đa, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, Tịnh Lự Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Pháp không nội, Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh Đế Khổ, Thánh Đế Tập, Thánh Đế Diệt, Thánh Đế Đạo. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Pháp môn giải thoát không, Pháp môn giải thoát vô tướng, Pháp môn giải thoát vô nguyện. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, và dự lưu hướng dự lưu quả, nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A-la-hán hướng A-la-hán quả. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của độc giác và quả vị độc giác. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại Bồ Tát và các hạnh Đại Bồ Tát. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiện bộ, khiến đều tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn, rất nhiều, bạch thiện thệ, rất nhiều. Phật dạy, này kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thập thâm như thế, biếu tặng người khác đọc tụng hoặc chuyển nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, phước đức có được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều thi ca, vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, Bồ Đạc Già La của chúng tánh thanh văn tu học pháp này,
mau nhập chánh tánh ly xanh của thanh văn, đắc quả dự lưu, đắc quả nhất lai, đắc quả bất hoàn, đắc quả a la hán. Bồ đặc giá la của chủng tánh độc giác tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly xanh của độc giác, lần lượt chứng đắc quả vị độc giác. Bồ đặc giá la của chủng tánh bồ tát tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly xanh của bồ tát, lần lượt tu hành các hạnh bồ tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Kiều Thi Ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đó là bố thí Ba La Mật Đa, tịnh giới Ba La Mật Đa, an nhẫn Ba La Mật Đa, tinh tấn Ba La Mật Đa, tịnh lự Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, bốn tịnh lự vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và vô lượng vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu đã nói trong đó. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa một hữu tình, trụ quả dự lưu, thì phước đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiện bộ, khiến đều tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì các hữu tình tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, chẳng thoát khỏi địa ngục bằng sanh quỷ thú. Nhưng nếu các hữu tình trụ quả dự lưu, thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, cũng là giáo hóa khiến trụ quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì phước đức có được chẳng hơn kia sao? Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiện bộ, đều trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị độc giác. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì công đức của quả vị độc giác hơn dự lưu vân vân gấp trăm ngàn lần. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiện bộ, khiến đều an trụ quả vị độc giác, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì nếu giáo hóa hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tức là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán và quả vị độc giác. Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy nên Kiều Thi Ca, tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc sa môn, hoặc bà la môn, và a tố lạc, nhân, phi nhân, vân vân, nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen Đại Bồ Tát. Này Kiều Thi Ca, do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, biếu tặng người khác đọc tụng hoặc truyền nhau sao chép truyền bá rộng rãi, thì phước đức có được hơn phước nói trước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì tất cả pháp thiện thủ thắng thế gian xuất thế gian đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, dòng dõi lớn Bà La Môn, dòng dõi lớn Trường Giả, dòng dõi lớn Cư Sĩ.
Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Không Vô Biên Xứ, trời Thức Vô Biên Xứ, trời Vô Sở Hữu Xứ, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Bố Thí Ba La Mật Đa, Tịnh Giới Ba La Mật Đa, An Nhẫn Ba La Mật Đa, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, Tịnh Lự Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Pháp không nội, Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh Đế Khổ, Thánh Đế Tập, Thánh Đế Diệt, Thánh Đế Đạo. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Điện. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, và dự lưu hướng dự lưu quả, Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của độc giác và quả vị độc giác. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại Bồ Tát và các hạnh Đại Bồ Tát. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này,
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Hết quyển thứ 132.